sáng sáng ra trước sân, nhâm ly cà phê, ngắm hoa. Yes. Can we get a jump start? Cưng xỉu. Cưng xỉu chứ. Xíu chưa? Đẹp. Cái màu này đẹp nè. Hồng hồng tím tím. Chưa nở. Anh không chết đâu em, dù cho trời có lạnh đến đâu. Anh không chết đâu em, nhìn anh nè vẫn hiên ngang mà sống. Ta da ta da da, thấy chưa? Sau một trận tuyết tơi bời hôm qua, hôm nay mấy em vẫn hiên ngang đứng lên và sống. Thật là phi diệu. Dù cho mấy em có te tua chút xíu xíu, nhưng mà cũng không có sao hết. Vẫn đẹp, vẫn bình thường. Rồi những ngày sắp tới nắng đẹp hoa sẽ nở. Ngậu nhất là mấy em này mới chồng mấy ngày thôi, mình đang buồn rầu sợ mấy em chết, nhưng mà em không hề chết, em vẫn xanh mát. Hay đi làm đây, một cành hoa sắp nở rất là đẹp. Anh vẫn chưa chết, không bao giờ lo anh sẽ chết. Xin chào mọi người, mình đi làm thôi.
Bây giờ là hôm nay là ngày mười mấy tháng tư rồi đó, mà tự nhiên có một trận tuyết nó rơi như vậy. Thì những cánh hoa tulip thấy không, nó đã nở, nó đã mọc lên. Rồi những cái hoa này nó đã lên rất là đẹp rồi nè. Và bây giờ tuyết nó đã phủ. Thì không biết là sau cái trận tuyết này á, thì mấy cánh hoa này thì nó sẽ làm sao, nó có sống nổi không hay là nó sẽ chết hết đây. Buồn quá. Đó, các bạn thấy không, cây xanh tươi gì hết rồi, nó đã mọc, những cái hoa của mùa xuân nó đã ra ra quá trời nhiều rồi. Mà bây giờ tuyết nó rơi, tulip nó bắt đầu nở. Tuyết nó rơi như vậy thì coi như là chắc mấy em này chắc xong rồi. Đây này nè, nhìn nè, đây là cái hoa đào ha, cái hoa đào nó đã cũng rụng ra rồi đấy, nó rất là đẹp. Rồi mấy bạn nhìn nè, bây giờ nó đang rơi nè. Tất cả những cái bông này chắc là tuyết rơi xong chắc cũng theo tàn theo tuyết luôn, buồn quá. Đó, đây là khung cảnh tuyết. Hoa rất là đẹp rồi mà giờ tuyết nó rơi như thế. Mới 2 ngày trước mình ra đây để mình bón phân cho cây, trồng xuống thêm một mớ hoa nữa, mà hôm nay sáng ra tuyết nó rơi như vậy. Đó, anh đóng đá cho cây nè. Thôi, quay một chút phim của những bông hoa tuyết của mùa xuân cho mấy bạn coi. Rồi bây giờ mình đi làm. Hẹn gặp lại mấy bạn ở video sau ha.